Dạ, em Hòa xin mến chào quý anh chị, quý nhà đầu tư. Và hôm nay em Hòa tiếp tục mang đến cho quý anh chị chúng ta được một lô đất có tổng diện tích là 6.000 m², tương đương với lại 6 sào đất cho quý anh chị. Trên đất gia chủ đã trồng phun hết cà phê như thế này. Cà phê là cà phê tơ nha quý anh chị. Nằm ngay trong khu vực khu dân cư và theo hướng đây thì quý anh chị chúng ta di chuyển ra đến con đường quốc lộ 14A. Nó chỉ 400m thôi nha quý anh chị. Di chuyển thẳng theo cái con đường nhựa như thế này ra đến khu dân cư mua bán ăn uống tiện ích nha quý anh chị. Lô đất của chúng ta có địa chỉ tại huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Về cái vị trí mà quý anh chị chúng ta di chuyển về đến trung tâm của thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Bứ, bán kính là 8 km, và di chuyển về huyện Chư Sê, bán kính là khoảng 8 km nha quý anh chị. Và di chuyển về thành phố Bà Lê Cô thì nó rơi vào khoảng 40 km nha quý anh chị. Lô đất hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị là nó ôm theo cái mặt tiền con đường nhựa như thế này là được 55m, nằm ngay trong khu dân cư đây quý anh chị này. Đó, ở đây là khu dân cư, là ô bàn cờ. Đó, mặt đường nhựa. Đó. 6.000 m² nha quý anh chị, trồng phun hết cà phê. Đây là hàng rào ranh giới này quý anh chị này. Đường thì hai ô tô bán tải có thể né nhau được nha quý anh chị. Và với mức giá bán mà gia chủ đang mong muốn là chỉ có 850 triệu. Quý anh chị sở hữu ngay một lô đất có sẵn nguồn thu như thế này nha quý anh chị. Này quý anh chị, chúng ta mua về chúng ta có thể xây nhà này, làm một cái nhà vườn. Đã có sẵn nguồn thu, quý anh chị có thể trồng thêm sầu riêng này. Hiện tại lô đất là đã có điện này, có giếng đầy đủ nha quý anh chị. Thế đất bằng phẳng và chất đất đỏ ba gian. Thì bây giờ em sẽ tiến vào em quay bên trong lô đất cho quý anh chị chúng ta cùng xem. Một vị trí rất là đẹp, tiện ích là đầy đủ này. Cách quốc lộ chỉ có 400m, mức giá bán cũng rất là hợp lý nha quý anh chị. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta theo chân em nhé. Và em Hòa đã di chuyển vào bên trong của mảnh vườn đây quý anh chị nhé. Gia chủ đã trồng được khoảng 600 cây cà phê tơ đang cho thu nha quý anh chị. Đó, trên đất là có giếng này, có giếng, có điện đầy đủ quý anh chị. Thế đất là vô cùng bằng phẳng, cho đất đỏ ba gian nha quý chị. Cà phê thì được khoảng 5-6 nhưng mà gia chủ không có chăm bón mạnh nên là cái dạng trái năm nay là cũng bị kém nha quý chị. Dạng trái năm nay thì một số cây thì cũng khá sai, còn một số cây thì nó cũng kém trái nha quý chị. Nhưng mà cà phê tơ quý chị chúng ta mua về thì qua năm sau là phục hồi lại được tốt nha quý chị. Đây là một số cây thì nó cũng rất là sai như thế này nha quý chị. Đó. Đây là cái gốc của nó đây, khoảng 5-6 thôi nha quý chị. Và đây là cái đất nhá, đất đỏ ba gian cực kỳ là đẹp. Thì đất là bằng như sân bóng luôn quý anh chị. Cà phê như là làn trái quý chị. Đường ống tưới đây quý chị này. Đây là đường ống tưới nhá, đường ống tưới chôn ngầm hết đầy đủ quý anh chị. Cái này quý anh chị chúng ta mua về chúng ta có thể trồng thêm sầu riêng, làm cái nhà vườn ở đây thì rất là đẹp luôn quý anh chị nhé. Cà phê thì cà phê tơ này quý anh chị, năm sau thì phân bón thì cái giàn cành đây quý anh chị này, thì năm sau là hứa hẹn một cái mùa bội thu, còn năm nay thì sản lượng là hơi kém quý anh chị. Và quý anh chị chúng ta quan tâm thì liên hệ cho em nhé, số điện thoại em để trên phần màn hình. Em sẽ tư vấn cho quý anh chị chúng ta kỹ hơn và gửi đầy đủ thông tin để chúng ta cùng tham khảo ạ. Và em xin kết thúc video của mình tại đây nhé.